Theo trang Sina đưa tin, một vị giám đốc người Thâm Quyến, Trung Quốc tên là Dĩ Thành tên Hero được thay đổi, cảm thấy bụng đau nhói, khó chịu được một thời gian dài. Nghĩ mình mắc bệnh về đường tiêu hóa nên hăng này không đi khám mà tự ý đi mua thuốc. Sử dụng thuốc suốt một tuần nhưng không thấy triệu chứng khó chịu ở bụng được cải thiện, anh mới tìm đến trung tâm nội soi tiêu hóa của bệnh viện Năng sang tỉnh Thâm Quyến để thực hiện nội soi dạ dày. Cầm tờ hậu quả trên tay, vị giám đốc không thể đứng vững vì mình đã bị chẩn đoán mắc ung thư đại trực tràng giai đoạn đầu. Các y sĩ của bệnh viện Năng sang đã ngay lập tức cho bệnh nhân nhập viện và thực hiện phẫu thuật cắt đại trực tràng. Rất may, ca phẫu thuật của anh Dĩ Thành rất thành công, anh được hình thành kèm lời nhắc nhở của y sĩ, nhớ bảo thân phụ mẹ, anh chị em họ đến viện kiểm tra. Coi thường lời nhắc nhở của y sĩ, anh Dĩ Thành không hề bảo người thân trong nhà đi sàng lọc ung thư. 6 tháng sau, anh trai của vị giám đốc này thấy có biểu thị lạ ở bụng nên đã đến viện kiểm tra y tế, hậu quả là anh này cũng mắc ung thư đại trực tràng. Một năm sau, thân phụ của hai bệnh nhân trên kế tiếp nhận thấy mình có vấn đề trong đường tiêu hóa nên đã đi kiểm tra và cũng nhận tin mình đã mắc ung thư đại trực tràng. Bố anh Dĩ Thành cũng được chẩn đoán mắc ung thư đại trực tràng. Hình minh họa. Các y sĩ kết luận ba bố con anh Dĩ Thành đều mắc ung thư đại trực tràng di truyền. Ung thư đại trực tràng di truyền là gì? Ung thư di truyền là hậu quả của một hoặc nhiều đột biến di truyền trên những gen mà tác dụng bình thường của chúng là chặn lại sự hình thành của khối u trong cơ thể. Đột biến di truyền làm tăng nguy cơ mắc một hoặc nhiều loại ung thư của một cá thể và được truyền từ bố mẹ lịch sử con cái. AS, CAM, 2 và U là những gen làm tăng nguy cơ mắc bệnh ung thư đại trực tràng phổ biến nhất. Bên cạnh ung thư đại trực tràng đột biến di truyền trên những gen này còn làm tăng nguy cơ mắc một số loại ung thư khác bao gồm ung thư nội mạc tử cung, dạ dày, buồng trứng, tuyến tụy, khung chậu niệu quản, xương chậu thận, não, đường mật và ruột non. Những đối tượng có nguy cơ cao bị ung thư đại trực tràng. Khi người thân trong gia đình mắc ung thư đại trực tràng, nhiều người trong một họ bố hoặc họ mẹ cùng bị một loại ung thư. Người thích ăn thịt đỏ, đồ ăn nhanh, chất béo, đồ nướng. Người bị bệnh viêm loét đại tràng. Đối tượng có tiền sử bị polyp đại trực tràng. Những người lười vận động. Người thừa cân, béo phì. 5 loại ung thư nguy năng có tính di truyền qua nhiều đời. Ung thư vú. Ung thư đại trực tràng. Ung thư tuyến giáp. Ung thư phổi. Ung nguyên bào võng mạc.